Chào mọi người. Đây là một cái nông trường dâu, nhưng mà có cây sầu riêng nữa kìa. Thấy không? Rồi, đây là người hái dâu, còn người hâu gì đó không biết. Rồi, mình hái được có nhiêu đây thôi à? Ít không? Hôm qua mình hái còn phèo hơn gì nữa. Đây là quá trình mình hái dâu để cho tầm ăn đó mọi người. À, hôm qua là mình không á. Hôm qua mình hái nhưng mà hái cái kiểu gọi là rất là bánh bèo. Hái rất là ít luôn. Hái có chút xíu à, không đủ cho vài con nó ăn nữa. Này, công nhận tầm nó ăn kinh thiệt. Dâu rất là nhiều. Trời ơi. Bây giờ là tụi mình đang tàn sát những cái bụi dâu này. Bứt hết nó chứ. Bứt cũng phải trừ lại. Đang bứt những cái mà nó bon chen á. Nó xấu, bứt hết. Cho xã hội được xanh tươi hơn. Đỡ chặt bát hơn. Bứt nè. Rồi bỏ vô đây. Đấy, cứ cây nào mà vướng thấy vướng. Non xấu bứt hết. Mày chỉ qua đây. Đấy. Dâu cầm tốt ghê luôn á. Cái trái nữa trơn thì mang dâu. Những con người trồng dâu mà không cho nó trái những chị sản đó nè. Rồi. Đây, quá trời luôn. Theo hàng lối trật tự gì hết. Bức hợp à, đáng lẽ là không có bức như vậy đâu. Tại vì tầm nó ăn, nó đang đói nhẹ. Hồi tối ấy, mình hái nhiều lắm mà chở cái xe giờ, nhưng mà nó vẫn ăn hết luôn. Đúng là tầm ăn rỗi thiệt. Ăn rất là kinh khủng. Qua hái lá hái rất là chậm luôn. Bữa nay hái vặt cây tàn sát. Mày con cây này gãy. Mày. Tuyệt vời. Rồi bây giờ tụi mình sẽ dời dâu cho tầm ăn. Rồi. Đây là những gì mình có được. Đây là những gì mình có được. Để tí mẹ ra cho. Để các anh cứ để đây cũng được. Còn tí con chạy máy cày ra, còn anh ấy em chạy xe máy ra. Hai thằng hái phèo á. Rồi, mình đã nãy giờ có bó rồi. Hai thằng hái giờ mới được. Hai thằng cộng lại mới được bó. Lát nữa về coi tầm nó bự hơn hôm qua quá trời luôn. Hôm qua nó nhỏ, bữa nay nó bự lắm. Ở bên kia đang có cà phê. À, ông nó đang bu. Đeo về luôn. Bu này chắc là mọc nhiều anh. Xung quanh cà phê không có chỗ này là dâu thôi. Bây giờ tụi mình đi vô chở dâu về. Đây là cái xe chở dâu. Xe máy cày á. Đấy, nghe chưa? Rồi giờ mình leo lên xe máy cày mình đi luôn. Cảm giác chắc phê lắm đây. Để máy lên. Hai, ba này. Và sau đây là những zipper. Những zipper sẽ chạy với con xe bá đạo để về nhà kịp cho dâu ăn chứ không có lộn, kịp cho tầm ăn dâu chứ không là nó đói hết. À, mọi người thấy không, chúng tôi đang đi rất là tốc, rất là nhanh, 5 giây 6 giây cực kỳ nhanh.
ra. Mọi người đi ra đường nhớ đi vận tốc chậm chậm gì đó nha, an toàn lắm, cực kỳ an toàn. Cảm giác kỳ như nó phiêu, cảm giác hơi bị phiêu ở đây. Chuẩn bị qua cua nè. Tuyệt vời, tuyệt vời. Anh ta rip rất ghê gớm, bánh xào xoáy, bánh trước quẹo luôn. Ghê thật. Lát nữa tới một cái dốc kinh khủng, không biết mình còn dính được xe không. Lâu 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 về về quê đi xe cải tiến cũng đã thiệt. Rồi xung quanh đây quá trời cây cối, đây cây trà, cây trà xanh đây, đây cây trà xanh nè, cà phê. Ờ, cái này là cây giống đại tướng quân nè, đây gọi thằng tài ở đây. Ở đây người ta trồng rất là nhiều cây bùn ngót nè, cây rau bùn ngót. Đây nhà đang xây nó nè, đầu bên kia có cải bắp. Đây, đây là cà phê nè. À, đây cũng là một ruộng dâu nữa. Hầu hôm qua mình hái dâu ở bên đây nè. Trời ơi, hái gì mà mắc cười. Hái cả buổi luôn, được chưa tới 1/4 cái bao. Ôi, bồ câu kìa. Đã quá. Còn đây là vườn bầu. Bầu quá trời trái luôn. Mà bầu này chắc là để giống rồi. Rồi à, đã lên đường đẹp đi rồi mọi người. Đường đi rất là đẹp mà bác Tài mang nón Toyota mà chạy xe Seki. Ôi, và tụi mình về tới nhà rồi. Đây, xe chở đang vô. Trời ơi, banh chành. Trời ơi, bác Tài đi cùi quá. Rồi, tầm chuẩn bị được ăn rồi mọi người. Thật tội nghiệp những con tầm nó đang chết đói trong đó. Đây là những cái nông để mà cho tầm ăn lúc nó còn nhỏ. Ôi nhìn dâu đã quá, mấy con tầm nó đang chết đói. Giờ tụi mình sẽ vác dâu vô. Và mình đang vác dâu, mình đang vác dâu vô đây. Cái đầu mình nghiêng qua bên luôn rồi, vì dâu nó bự quá. Nãy nữa mà nãy giờ đứng để bật máy quay nữa nó lâu nó quải cái tay á. Rồi cuối cùng cũng đem vô được rồi. Rồi con tầm bữa nay nó bự chả bá lửa luôn, nó ăn hết dâu rồi nè. Ôi nó ăn hết sạch dâu rồi, hôm nay nó bự quá trời. Hôm qua nó nhỏ. À, cái tay của mình nè, quá chút xíu rồi, nó bự. Rồi, máy đang băm dâu tầm ở đằng kia, còn mình đang ôm dâu đi để rải cho tầm ăn. Mình đang làm vú em cho tầm. Rồi, đáng lẽ là phải rải bằng cách là cầm một tay rải một tay, nhưng mình mất quay phim à. Cứ thả lên vậy thôi, còn em tưởng nó thức dậy. Ô, nó nhanh nhoi kìa, nó nhanh nhoi. Tầm nó hơi dâu xuống rồi, nó nhanh nhoi không? Nó bò lên nó ăn nè. Nó đang rất là đói tại hồi tối á, là không đủ dâu cho nó ăn. À, nó nhịn cả đêm luôn. Rồi bây giờ nó mới được cho ăn lại. Rồi rải lên là đơn giản, chỉ là rải lên trên mặt cho nó kín hết thôi. Giờ tụi nó tự bò lên tụi nó ăn. Còn này máu chưa kìa. Làm như rải phân trên ruộng ấy. Đây.
chăn ra ngoài, xong cái lát nữa mình lại quét lại. Hơi nhiều, nói chuyện xong rồi cái bỏ hơi nhiều. Tiếp tục chăn. Tiếp tục cho ăn. Giờ mới biết cái câu ăn như tầm ăn rỗi là nó như thế nào. Nó ăn rất là kinh khủng luôn. Tốc độ nó ăn chóng mặt luôn. Trời ơi, sao bò đó đây mày? Có thằng quỷ nó nghe mùi tầm, nó nghe mùi dấu bò đó nè. Đi vô này con. Vô ăn, vô đây chơi với mấy đứa nè. Ở ngóc đầu lên kìa. Coi ngóc đầu này. Sau khi quyết
mình đã nhất trí với cái phương án là đi về Sài Gòn bằng xe máy cày. Đồ đạc của tụi mình đây à. Rồi, nó nguy hiểm nữa. Ghê chứ. Trời ơi. Chừng khoảng một tuần nữa mình sẽ có mặt ở Sài Gòn nha mọi người. Tuần nữa à, nhanh lắm.